đẹp người chữ viết đấy. Huyền Trấn đây con tư vấn cho ấn cái bể cá, ở là người bể cá chỗ này này, đây này, cái bể cá chỗ này là đẹp 20 mét, là ngồi là nở đẹp. Đây bể cá chỗ này. Đấy. Đấy, bể cá chỗ này là đẹp, ngồi đấy uống nước trà làm cá xong đấy. Em đi nhiều mà để đi quấn đấy đó, về cái hô nữa, cái hô một đẹp đó, bể cá một đẹp đấy. Đấy, ngồi nhìn thoải mái không? Quá thoải mái. Trương Nam ơi, Trương Nam cái đạp Trương Nam này, núi đạp Trương Nam này, đấy. Hứng vô rồi, vui, hứng vô rồi hả? Đấy, chỗ nhậu thoải mái luôn. Chỗ này tầm khoảng 50 người ngồi nhậu là ngồi chết giữa luôn. Sướng. Lấy lên trên đây. Nuôi khoảng 5 em thôi. Nuôi khoảng 5 em lái 9 là được rồi. Để cho thằng Đức quản già ngón anh không anh ơi, em làm chập bụi mắt bụi mũi, cái gì cũng thích hết, cái gì cũng thích, đâm ra cái gì nào cũng thích, làm chập đoàn người luôn, không biết khi nào xong. Đấy già này em đấy. Đấy, bây giờ còn sơn nữa, sơn cái đồ da này là xong. Đấy. Đấy. Gần hoàn thiện. Nguyễn Phương ơi, phòng 8. Dưới sàn ngồi mát. Đấy, ngày này cho Mày gục máy lên cái đó. Đấy, mày gục máy. Mai đấy. Làm mấy góc mái cho đẹp. Đó, cuốn cảnh vườn. Bà con nửa viên thôi, cắt bên nữa, cắt dọc đấy với. Đi đẹp chứ. Bên đi lì chứ, bên đi khỏi cần lót, bên đi khỏi bỏ hô với để đỏ để mà xây đá lên á, xây ghét lên. Ừ, để cho hình băng lên để quẹt thôi, cái sống để dọn dẹp nhà cửa về sớm nữa nữa là nè. Hả? Đang trên lao báo chỗ nhấu này.